Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập số 27, tính tổng các phần tử ở trong mạng. Đấy. Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn hiểu được cái yêu cầu của cái bài tập này. Ở đây mình cho một cái mạng số nguyên gồm có 3 phần tử là 1, 2, 3. Thì cái tổng S nó được tính là bằng 1 cộng 2 cộng 3, tức là bằng 6 đúng không ạ? Cái tổng S này chính là cái tổng của các cái phần tử ở trong mạng. Đấy. Thì đó là cái yêu cầu của bài toán này. Về thuật toán để giải bài toán này thì nó rất đơn giản. Ở đây thì mình sẽ lấy từng cái phần tử của mạng này, sau đó cộng lại. Đấy, và gán nó cho một cái biên S. Đấy, thì đó là cái cách để tính cái tổng S theo yêu cầu bài toán này. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào cái viết cái chương trình chi tiết để giải bài tập này. Và cái bài tập này thì mình nó cũng rất là cơ bản, gồm có những cái phần như là khai báo thư viện này, hàm là chúng ta nhập mạng này, hàm nhập mạng này, và hàm xuất mạng này, đúng không ạ? Cái thư viện này thì mình sử dụng cái thư viện etilio.h này, conio.h và mac này, mac.h này, và cái sử dụng một cái định nghĩa define với cái độ lớn của mac này là 100. Và sau khi đã xong cái thư viện, khai báo thư viện thì chúng ta sẽ vào cái hàm để viết cái hàm nhập mạng. Vì đây là những cái bước cơ bản nên là mình đã viết trước, và những cái video clip trước, ở những bài học trước thì mình đã giải thích rõ về cái hàm nhập mạng và xuất mạng cũng như là cái thư viện này, đúng không ạ? Rồi, mình cũng nói qua một chút về cái nhập mạng này. Và trong cái nhập mạng này thì đầu tiên thì mình sẽ nhập cái số phần tử của mạng. Sau khi nhập cái số phần tử của mạng rồi ấy, thì mình sẽ kiểm tra xem cái số phần tử đó là đúng hay chưa, tức là nó đã nằm trong cái khoảng từ 0 đến cái giá trị max này chưa. Đấy. Nếu như nó không thỏa mãn cái điều kiện đó thì mình sẽ quay trở lại cái bước nhập. Đấy, bằng cách cái sử dụng cái câu lệnh câu to. Rồi. Nếu như mà cái số n đấy nó đã thỏa mãn rồi thì mình sẽ tiếp tục đến cái vòng lập for này. Đấy, trong vòng lập for này mình sử dụng cái biến chạy y. Đấy, nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1, và sau đó nó sẽ in ra những cái câu lệnh nhập để cho chúng ta nhập cái giá trị của các cái phần tử. Rồi. Tiếp theo là cái hàm xuất. Sau khi đã nhập rồi đúng không ạ? Ta sẽ xuất ra màn hình cái kết quả chúng ta vừa nhập, đúng không ạ? Ở đây thì hàm xuất mạng thì mình chỉ cần sử dụng một cái câu lệnh for, vòng lập for và câu lệnh print. Đấy. Như thế thì nó sẽ có thể in được ra tất cả các cái phần tử của mạng. Rồi, sau đây mình sẽ làm cái bài, làm cái hàm tính tổng. Vì đây là mạng số nguyên đúng không ạ? Nên là mình sẽ, tổng nó cũng là nguyên đúng không ạ? Nên là mình sẽ đặt cái kiểu dữ liệu cho cái hàm tính tổng này là nguyên, kiểu integer. Ở đây mình sẽ đặt là tính tổng. Rồi, ok. Ở đây thì mình cần phải khai báo là A, cái mạng A đấy, và cái N đấy. Và trong cái khối lệnh của cái hàm tính tổng này thì mình cần phải làm gì? Thì đầu tiên mình cần phải khai báo một cái biến tổng là S, đúng không ạ? Biến S ở đây mình đặt giá trị khởi đầu cho nó là bằng 0, và kiểu dữ liệu cho nó là integer, tức là kiểu nguyên, đúng không ạ? Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lập for để chúng ta có thể đi đến hết được các cái phần tử của mạng. Đấy. Tức là nó sẽ lấy cái giá trị của từng cái phần tử mạng ấy, và sau đó sẽ cộng lại. Đấy. Sử dụng một cái biến chạy y này, gắn giá trị ban đầu cho nó bằng 0 này, và điều kiện của nó là y bé n này, và đây y cộng cộng, đúng không ạ? Và trong cái vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ tính cái tổng, đúng không ạ? Tổng này, tổng S này nó sẽ bằng cái tổng ban đầu này và mà cộng cho cái phần tử AI. Đấy. Đơn giản vậy thôi ạ. Và sau đó sẽ return về cái kết quả là tổng S này đấy. Đấy, sau đó sẽ return về S. Đây. Return các bạn ạ. Return về cái biến S, tức là cái hàm tính tổng này
nó sẽ trả về cái kết quả là giá trị của cái biến S này, đúng không ạ? Sau khi đã viết xong cái hàm tính tông rồi ạ, thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì chúng ta cần làm gì? Thì đầu tiên chúng ta cần phải khai báo cái N này, tức là cái số phần tử ở của mạng này. Sau đó sẽ là cái biến, cái xin lỗi các bạn, là cái mạng A này. Ở đây kích thước của nó là max đúng không ạ? Rồi sau khi đã khai báo mạng thì chúng ta phải gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng lên. Và cái hàm xuất mạng. Rồi sau đó sẽ dùng một cái câu lệnh print để in ra màn hình cái dòng lệnh là tổng S cần tìm là, đúng không ạ? Rồi ok. Và sau đó thì mình sẽ bên dưới đây thì mình sẽ đặt cái kết quả của cái hàm tính tổng này, đúng không ạ? Mình viết y nguyên cái tên của cái hàm tính tổng. Các bạn lưu ý là viết y nguyên nha. Rồi ok. Và sau đó sẽ sử dụng một cái, xin lỗi các bạn, đây là tính tổng. Ở dưới đây mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh get để chúng ta dừng cái màn hình lại để xem kết quả và return không ạ. Như vậy là mình đã viết xong tất cả cái chương trình cho cái bài tập này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy để kiểm tra. Rồi, ở đây mình sẽ nhập số phần tử là 3. Và sẽ nhập những cái số nguyên bất kỳ. Ở đây mình sẽ nhập là 1, 2 và 3. Đấy, thì các bạn đã thấy ở đây, nó đã in ra kết quả của mạng là 1, 2, 3 đúng không ạ? Nhưng ở đây, cái tổng cần tìm là nó không in ra kết quả. Thì vì sao như vậy? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại cái hàm main này. Đấy. Rồi, trong cái hàm main này, cái hàm tính tổng này khi các bạn gọi lên đúng không ạ? Mà cái kiểu của nó là kiểu integer đúng không ạ? Là kiểu nguyên. Nhưng mà khi các bạn viết như này thì nó sẽ không in ra kết quả được. Đấy. Vì thế nên là chúng ta cần phải khai báo một cái biến. Và biến đó thì nó có giá trị là bằng cái giá trị của cái hàm tính tổng này trả về đấy. Đấy. Tức là nó bằng cái này. Ở đây ví dụ như mình sẽ khai báo một cái biến, thêm một cái biến như là biến tổng đấy ạ, bằng cái này đấy. Thì khi đó nó mới có thể in ra được cái kết quả đúng không ạ? Và sau đó ta copy nguyên cái dòng lệnh print này đấy. Cái dòng lệnh print này nó phải đặt dưới cái câu lệnh cái biến tổng này thì nó mới có thể đúng được. Đấy. Và đây mình sẽ đặt đây là vì cái tổng. Bây giờ là mình mục đích là để in ra cái tổng đúng không ạ? Nên là mình phải đặt cái kiểu dữ liệu ở đây là kiểu integer đúng không ạ? Đây sẽ là phần trăm D. Mình sẽ đặt cho nó phần trăm D. Đấy. Rồi ok. Và cái địa chỉ của nó sẽ là cái biến tổng. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Vâng, như vậy là chương trình không lỗi. Và bây giờ mình sẽ nhập cái số phần tử là 3. Và sẽ nhập cái phần tử đầu tiên là 1, 2 và 3. Đấy, như vậy thì nó đã in ra cái mạng A rồi ạ. Là gồm có phần tử 1, 2, 3 và cái tổng cần tìm là 6 đúng không ạ? Đấy, thì như vậy là mình đã giải quyết cái bài tập để tính tổng của các cái phần tử mạng một chiều, các số nguyên đúng không ạ? Và mình cũng đã chỉ ra một cái lỗi nhỏ nhỏ khi các bạn giải toán bài tập này đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập số 27 tính tổng các cái phần tử của mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.